chúng ta trở thành một partner của Woman Leader thì cứ coi như là chúng ta đã bắt đầu bước sang một lĩnh vực mới, đó chính là đầu tư truyền thông và networking. Chỉ bắt đầu bằng cái việc cái vốn khởi nghiệp tương ứng với 600 triệu và zero, gọi là không rủi ro. Bởi vì đối với cả một partner của Woman Leader, chúng ta xây dựng một mạng lưới khách hàng, và doanh thu một năm ấy, nếu như chúng ta phát triển được số lượng khoảng tầm 30 hội viên bạc, 10 hội viên vàng và 5 hội viên kim cương, thì chúng ta đã có một cái doanh số lợi nhuận thu về là khoảng hơn 300 triệu để chúng ta có thể coi như là ngân sách marketing cho doanh nghiệp của mình, mà chúng ta không mất chi phí mà lại có thêm nguồn thu cho doanh nghiệp. Nếu như chúng ta có được số lượng là 80 hội viên, trong đó có 50 bạc, 20 vàng và 10 kim cương, thì doanh thu chúng ta sẽ thu về cho một câu lạc bộ tương đương với khoảng 700 triệu. Thế còn nếu như chúng ta có thể phát triển được 100 member, trong đó có 50 hội viên bạc, 30 hội viên vàng và 20 hội viên kim cương, thì chúng ta sẽ có lợi nhuận thu về cho một câu lạc bộ là khoảng 1 tỷ đồng. Như vậy, một partner có thể phát triển được 3 câu lạc bộ và chúng ta có thể tối đa hóa được cái hoạt động marketing, hoạt động xây dựng thương hiệu, networking, chăm sóc khách hàng, và lại có thêm một cái nguồn thu tương ứng từ 1 tỷ cho đến 3 tỷ đồng cho một partner. Và chính vì cái lợi ích mà Woman Leader đem đến cho từng hệ thống partner với 9 năm hoạt động, thì Woman Leader nhận thấy rằng là chúng tôi cần nhân rộng mô hình này để có thể giúp cho hàng nghìn việc làm, tạo ra hàng nghìn việc làm trực tiếp cho tập đoàn, cũng như là tạo ra hàng triệu cơ hội việc làm khác từ chính những cái sự sáng tạo của các partner của chúng tôi trên toàn cầu, và tạo ra một cái hệ sinh thái kết nối những người phụ nữ tài năng xinh đẹp lại với nhau.